Bây giờ chúng ta tiếp theo bước 2 là bây giờ trước mặt cha là có 5 bệnh nhân. 5 bệnh nhân này là những ngày đầu mà vô đây chữa bệnh. Thì 5 bệnh nhân này coi như là thập tử nhất sinh. 10 chết mà có 1 sống thôi. Ví dụ như bác Trần Trung Hạnh, Trương Trung Hạnh. Trương Trung Hạnh nói không đúng tên là ông đứng lên phải không? Xin mời bác đứng lên. Hôm nay sức khỏe bác như thế nào? Dạ thưa cha, hôm nay sức khỏe còn rất khỏe. Còn chỗ nào trục trặc để ở lại nữa không? Dạ hết rồi. Trước khi bác Trương Trung Hạnh vô thì bác có nói với cha là bác sĩ đã phán cho bác 2 tuần nữa chết. Có như vậy không? Dạ đúng. Xin mời bác kể lại cái quá khứ đó nha. Bác sĩ nói chuyện với bác làm sao? Dạ kính thưa cha, kính thưa tất cả ông bác. Ông bác. Thì trước khi mà từ đây thì bác sĩ đã phán là 2 tuần nữa. Dạ. Chỉ sống được 2 tuần nữa thôi. Dạ. Dạ. Thì theo hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói về cũng buồn quá. Nói là đi giả từ bà con này kia tất cả tới người mà cuối cùng mới chỉ vô là phải vô cha tường. Vô cha tường ngày đầu tiên thì cha tường có cái bệnh của con thì như trở bàn tay. Con cũng hoang mang lắm. Nhưng mà sau 72 ngày ở đây con thấy rất là tuyệt vời. Dạ. Bởi vậy con không biết nói gì hơn là trước hết là khuyên những người bệnh nhân ở đây là phải theo cháu Nano, theo pháp đồ của cha và tất cả các thầy ở đây thì các bệnh nhân sẽ hết một ngày rất là gần. Dạ. Dạ. Cái cuối cùng hết á thì con xin nói là cuối cùng là cha và các thầy đã tái sinh con lần thứ 2. Bác ơi, bác đâu tới ngực rồi. Vài bữa tới rúng, vài bữa qua rúng luôn là không biết tới đâu mà làm sao có chuyện tái sinh ở đây. Nếu mà không có cha và các thầy á thì giờ đây á là vợ và các con gần nó đốt con thành tro rồi. Cảm ơn bác, chúc bác ngồi xuống bình an. Dạ, con xin Chúa chúc lành cho bác nha. Dạ. Bác hãy đi về bình an nhé. Cảm ơn mừng quá tí. Bây giờ mừng quá, xin mời bác ngồi xuống nha. Còn đây là 4 bệnh nhân nữa. Không biết là 4 bệnh nhân này đã hết bệnh rồi. Con có nghe cha công bố hết bệnh hay còn bệnh không? Hả? Con có muốn ý kiến gì không? Hả? Con có muốn nói gì không? Trước khi lên đường về sứ vụ mới nuôi chồng nuôi con. Rồi. Trước hết con xin cảm ơn Chúa và con cảm ơn cha. Sao nữa con? Dạ cảm ơn các thầy. Xúc động quá đúng không? Dạ con cảm ơn các chính quyền địa phương các cấp tại đây đã nói lòng vòng tay cứu con đi tới mỗi tài tử thôi. Chồng con đâu? Ai nuôi con? Dạ chồng con. Chồng con có mặt đây không? Hồi nãy anh đi vòng vòng đây. Cha mời chồng con lên nha. Chồng con nói chuyện thế con đi, tại con xúc động quá rồi. Người được phục sinh mà. Con đi vô đây con nói thế cha con. Thế vợ con. Quả thật là đứng trước cái chết mà sống lại. Khóc như vậy là chưa đủ con. Phải lết chứ không khóc. Trời. Con có ý kiến gì thế vợ con khóc quá rồi còn ăn gì nữa. Đừng khóc là được. Con thì trước thì con cũng cảm ơn cha với mấy thầy đã tận tình và lo lắng cho dạy con có ngày hôm nay là tốt đẹp, khỏe mạnh. Con khó còn còn lo lắng gì về dạy con nữa. Con xin cảm ơn cha với mấy thầy rất là nhiều. Con có vui. Dạ vui. Vui lắm. Dạ. Chúc con mạnh khỏe nha. Dạ con cảm ơn cha. Không nói nữa hả? Nó hết nổi rồi không? Thôi con ngồi đây đi. Sống lợi rồi nói gì nữa. Cười đi. Cho tràng pháo tay nữa. Quá trí mà vô lớp không mà giờ vậy đó. Bây giờ còn một còn 3 người nữa. Có ai có ý kiến gì không con? Hả? Con muốn nói gì không? Không sao hết. Trước khi lên đường rời khỏi cha. Ha? Con nói 3 câu thôi. Con muốn nói gì con đứng lên cho. Trước khi chia tay với cha ha. Con nói gì?
Trước hết con xin tạ ơn Chúa, con tạ ơn cha, các thầy, các chính quyền ở đây đã chữa cho con được khỏi bệnh. Con đây là người Công giáo này, đây là người Công giáo hết sức là vui vẻ. Người Công giáo gặp cha họ cũng gần lắm, mà người Phật giáo gặp cha cũng gần luôn. Ví dụ đây là Phật giáo đấy, cũng gần luôn. Ví dụ đây là người Công giáo đúng không ạ? Đây là người Phật giáo. Tất cả chúng ta là anh em một nhà đúng không? Con có muốn nói gì điều gì không? Đây là cô giáo phải không? Cô giáo. Chút tình cảm từ nãy giờ của các những người sắp ra diện như tôi thì phải nói rằng rất là cảm động cái tình thương của cha và của sự chăm sóc của quý thầy. Chúng tôi không còn ngôn ngữ nào để diễn tả được nữa hết, mà chúng tôi chỉ âm thầm ghi nhận trong trái tim của mình, chứ bây giờ không còn lời nói nào để nói nữa hết. Tôi chỉ nhắn nhủ với những người bệnh nhân mới và cũ là phải tuân thủ theo những lời cha và những lời pháp đồ của quý thầy, thì chắc chắn quý vị sẽ cũng ra diện như tôi ngày hôm nay. Chúng ta trong cảm ơn Minh Ảnh nha. Minh Ảnh là cô giáo nha, cho nên là có sức mạnh hơn ha. Bây giờ cha còn mời một người nữa, con lên đây con. Bạn này là ngay từ đầu cha sợ bà chết dữ lắm, mà cuối cùng bà không chết, bà sống lại được đứng gần cha, con có mừng không? Con nói cho cha nghe cái mừng của con là sao? Trước tiên giờ cũng xúc động quá, con không nói được gì nữa. Cảm ơn Chúa, cha và các thầy đã cứu con từ từ chết tới đây. Giờ cũng nhắn nhủ các bà con bệnh mới là cố gắng theo phác đồ điều trị, rồi một ngày nào đó con sẽ về như chúng tôi ngày hôm nay. Có nhắn nhủ cha gì không? Có nhắn nhủ dạy dỗ cha gì không? Không dám đâu cha, cảm ơn cha mẹ. Trời, tha mô son đẹp quá mà còn nữa. Bây giờ cha sẽ phân tích 5 ca bệnh này cho mọi người nghe để thuyết phục mọi người hết như thế nào. Bây giờ là bản thân 5 người này là đã ác tính trở thành lành tính. Bây giờ cha và thầy Thanh sẽ thanh thu cái hồ sơ đó ra nha. Ok, xin mời thầy Thanh có mặt đây. Rồi, thì bây giờ thầy trước tiên là thầy thanh thu giùm cho cha cái bệnh nhân là Phan Thị Minh Ảnh. Phan Thị Minh Ảnh sinh năm 1951, địa chỉ là cha nói tỉnh là Cần Thơ nha. Chẩn đoán là ung thư vú, là ung thư giai đoạn cuối nha, bi rách. Bác sĩ Nguyễn Sào Trung, phòng khám đa khoa Mỹ Đức Hòa Hảo đã chuẩn bị chẩn đoán là bà này ung thư giai đoạn cuối và có sinh thiết vào ngày 15 tháng 9 năm 2019, và hôm nay là bà ra ngày 10 tháng 11 năm 2019. Vậy là mấy ngày? 15 tháng 9, 15 tháng 10, tới 15 tháng 11, 55 ngày. Chúng ta cho một tràng pháo tay quá lẹ. Bây giờ thầy Thanh cho cha biết nè, thầy Thanh nói ngắn gọn thôi. Bây giờ cái bộ hồ sơ trước khi cô Minh Ảnh vô, thì hồ sơ ung thư vú là ai chủ nhận? Dạ, kính thưa cha, hồ sơ trước là do bác sĩ Nguyễn Sào Trung, phòng khám đa khoa Minh Đức Hòa Hảo chủ nhận. Rồi, ngày mấy tháng mấy? Dạ, ngày 15 tháng 9. Rồi. Vậy thì hôm nay thì đưa cô Minh Ảnh này đi scanner, phải không nào? Đi scan thì kết quả của scan như thế nào? Dạ, thưa cha, đó là cấu trúc mật độ kém, D đã giảm, thạch nách hai bên không thấy hiện tượng bất thường, và cái xét nghiệm dấu ấn ung thư nằm trong ngưỡng bình thường. Cha muốn hỏi là cái ngày vô scan nó như thế nào? Ngày vô scan của nó là mật độ mô tuyến vú D bằng 18 x 22 mm, và hạch nách trái có cấu trúc echo, hạch nách phải có cấu trúc echo kém. Có nghĩa là sau khi điều trị xong thì bệnh nhân được đi kiểm tra lại CT scanner ở bệnh viện Đa khoa Minh Tâm, bệnh bác sĩ Kiên Quy Trạch, và ngày 4 tháng 11 đã chẩn đoán là không còn hạch nách. Tức là ngày vô là scan là lộn xộn đúng không? Hạch nách đúng không? Còn ngày ra là ngày 4 tháng 11, bác sĩ ở đâu?
bác sĩ bệnh viện Đa khoa Minh Tâm, bác sĩ Tiên Quy Trạch. Ngày mấy tháng mấy? Dạ ngày 4 tháng 11. Có hồ sơ đó không? Có hồ sơ. Rồi, rồi. Bây giờ về tiếng vú. Ngày vô như thế nào? Dạ ngày vô cái kích thước tiếng vú là 18 x 22. Rồi. Còn hiện tại bây giờ là kích thước là 15 x 20, nó đã giảm và cái xét nghiệm dấu ung thư nằm trong ngưỡng bình thường. Rồi, như vậy là hoàn toàn là ca này thành công ha. Rồi, cha đã phân tích cho con xong rồi nha. Tất cả mọi người đã nghe là phân tích hồ sơ trước và hồ sơ sau nha. Bây giờ là con không còn ý kiến gì nữa đúng không? Con nói chưa hết bệnh cho giữ lại 3 tháng nữa nha. Bây giờ hồ sơ thứ hai là Giang Thị Kim Em ha. Giang Thị Kim Em sinh năm 1974, rất là trẻ, ung thư vú giai đoạn cuối nha. Rồi bây giờ ngày vô là bác sĩ nào nói? Ngày vô là bác sĩ Nguyễn Bá Trung, bệnh viện ung bướu. Và ngày chẩn đoán là ngày 17 tháng 9 năm 2019. Trị bệnh tới nay là bao nhiêu ngày? Dạ trị bệnh tới nay là tổng cộng là 28 ngày. Vậy bây giờ ngày ra thì cho biết là siêu âm tuyến vú như thế nào? Hiện tại siêu âm tuyến vú chưa thấy phát hiện hình ảnh bất thường ở mô tuyến vú. Hôm nay là con ra đó, vú con tốt không? Chứ làm sao không nè, thấy chưa không? Rồi tiếp theo siêu âm ổ bụng. Siêu âm ổ bụng không thấy hình ảnh bất thường, vòng tránh thai đặt đúng vị trí. Vòng tránh thai đặt đúng vị trí luôn, cái vụ này phải giấu chứ. Ngày mấy tháng mấy? Dạ ngày chẩn đoán là ngày 29 tháng 10, do bác sĩ Phạm Hồng Trân, bệnh viện Đa khoa Minh Tâm chẩn đoán. Rồi bây giờ X quang phổi. X quang phổi bóng tim bình thường, không thấy tiến triển tổn thương hai phổi. Chẩn đoán của bệnh viện Đa khoa Minh Tâm ngày 29 tháng 10 2019. Rồi không chưa thấy bệnh gì. Siêu âm ổ bụng tốt, dòng tránh thai đặt đúng vị trí, X quang phổi bình thường. Đây giấy tờ nghe con, bác sĩ có ngày tháng đàng hoàng nha. Rồi, xét nghiệm dấu ung thư. Xét nghiệm dấu ung thư nằm trong ngưỡng bình thường. Rồi, như vậy là ca này bình thường đúng không? Ok, con còn phải lo lắng gì nữa không? Hồ sơ bệnh án đem về nhà luôn nha. Rồi, ok. Cái chỗ này sẽ dạy cho con liền. Dù con mất giờ, cha cũng dạy cho con. Cha nghĩ có lẽ nhiều người khác không biết. Ở trên đời này, cái tội lớn nhất là tội gì? Hả? Phá thai. Không bảo vệ sự sống. Hắn nè, lần này con về con suy nghĩ lại nha. Tại vì con hiểu thôi. Sẵn đây cha nói là những người dưới nghe để hiểu luôn, hoặc là cộng đồng mạng họ biết họ hiểu. Ở trên đời này, con làm kiểu gì con cũng phá thai, con cũng giết người đó. Có những điều kiện sau đây là giết người. Một là con giao hộp đổ bờ. Con biết giao hộp đổ bờ không? Mấy ông biết không? Giao hộp đổ bờ có nghĩa là đưa dương vật vào âm đạo tới khi chuẩn bị xuất tinh, kéo lên cái bờ này đổ ra, hay gọi là giao hộp đổ bờ. Cha đâu có mắc cỡ miệng đúng không? Cha phải dạy cho mọi người hiểu. Vậy thì khi đó tinh trùng con đi ra ngoài, nó nguyên tắc cái tinh trùng nó phải tìm cái trứng để nó thụ tinh. Mà con cho tinh trùng ra ngoài như vậy là con đã giết đi một sự sống từ trong trứng nước. Đó là một hình thức giao hộp đổ bờ vẫn có tội như thường nha. Một cách giao hợp thứ hai, một cách thứ hai mà để phá thai gọi là không bảo vệ sự sống là đặt dòng tránh thai. Đặt dòng tránh thai nó có hai loại dòng, một là dòng chữ T, hai là dòng chữ O. Khi con đặt cái dòng tránh thai ở trong tử cung con, đúng không? Thì khi con giao hợp vào thì trứng và tinh trùng nó sẽ thụ tinh. Sau đó nó đưa về âm đạo, nó làm đưa về tử cung âm đạo để nó làm tổ, mà khi đó nó gặp cái dòng tránh thai thì nó sẽ phát ra tín hiệu, nó giết cái bào thai đó. Mà khi đó là tinh trùng sẽ lên cái này giòi phá lớp, hai cái giòi trứng của con rồi, nó đã thụ tinh từ trên đó, nó mới đưa xuống cái tử cung làm tổ đây. Mà nó gặp cái dòng tránh thai này, nó sẽ chết. Như vậy là con giết người. Hai lý do giết người. Một lý do giết người thứ ba là mỗi lần con giao hợp là con bẻ một viên thuốc ra bỏ vô miệng uống để tiêu diệt tinh trùng. Đó là giết người từ trong trứng nước. Nè, một hình thức giao hợp thứ bốn đó là phá thai, nạo thai, hút thai là giết người. Còn nhiều cách phạm tội nữa con. Vậy con còn một cách giao hợp mà không phạm tội. Trước khi con có kinh 3 ngày con giao hợp tự do. Sau khi con có kinh 3 ngày con giao hợp tự do. Sau 3 ngày đó thì cơ thể con trứng nó rụng,
nó sẽ tìm tinh trùng. Vậy nếu con giao hợp lúc đó, con sẽ mang thai. Vậy thì lúc đó con mới chơi cái vòng vô là để an toàn, khi con phạm tội, đúng không? Và mỗi lần giao hợp giữa nam và nữ thì khi giao hợp phải hỏi nhau: em ơi, hôm nay em khỏe không? Anh mới làm chuyện đó. Anh ơi, hôm nay anh khỏe không? Em mới làm chuyện đó. Chứ không có chuyện đi nhậu gì le phè, trời ơi, mũi giải lòng thòng, đòi vợ làm chuyện đó, có tội. Lỡ mang thai ra một đứa con, đứa đó dị tật, dị hình, dị dạng, đổ thừa là cha mẹ sinh con, trời sanh nó. Đó là đổ thừa ai? Tội nữa, đúng không con? Cái vụ tránh thai ta mới phát hiện ra cho chị con luôn, đúng không? Vậy thì tất cả những người đàn ông mà muốn sống với người vợ của mình phải hỏi vợ mình: ngày nào em có kinh, ngày nào em hành kinh, ngày nào em hết kinh, ngày nào em khô ráo, ngày nào em ẩm ướt, được không? Để anh quan hệ với em mà không phải có con, tự do, đúng không? Vậy thì nói như thế người đàn ông phải có sự hy sinh, đúng không nè? Như vậy cuộc sống của ta mới bình yên, nghe con. Cha nói vậy có quá đáng không? Anh chị em thấy cha nói vậy có quá đáng không? Không. Đúng không? À, rồi, okay. Vậy là một bài học cho con nha. Về nhà gỡ vòng dục. Con thấy cha nhờ bác sĩ Tòng gỡ luôn giờ này. Chứ cái vụ này về nhà là mang tội nữa. À. Nói thầy ông ý với con không? À. Mình ở đây mình vừa chữa bệnh vừa dạy dỗ thôi. Khi mà con đặt một dấu hiệu nào là ta dừng lại cho dạy ngay dấu hiệu đó để con không phạm tội. Chứ không phải là cha ác ý với con mà cha nói lung tung. Cha không có giờ. Thời gian của cha là ngắn lắm con. Như gì ta khó chịu quá. Bây giờ một cái bệnh nhân thứ ba là bệnh nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Minh Nguyệt đó. Con đứng lên nha. Con là người cha sợ chết biết trên đời. Mà cuối cùng con không chết. Nguyễn Thị Minh Nguyệt này ở quê quán ở tỉnh Bình Dương. Và ung thư vú ác tính. Và nếu con ở nhà hôm nay cũng xanh cỏ rồi. Bây giờ ngày vô như thế nào nè thầy Thanh à? Dạ thưa ngài, vô là giấy chỉ định giải phẫu bệnh học hạch của vùng cổ ác tính do bác sĩ Hồ Thái Tính, bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chẩn đoán ngày 24/9/2019. Ngày con vô là con bệnh đó. Bây giờ ngày con ra con hết bệnh như thế nào? Về siêu âm phần mềm. Rồi. Về siêu âm phần mềm, cái hạch đã chuyển qua hạch viêm vùng cổ bên phải do bác sĩ Kiên Quy Trạch chẩn đoán. Vậy là con không còn bú nữa mà là viêm. Viêm thôi, viêm thì giống như là nó hết rồi nhưng mà nó còn u thì đặt cái máy vô thấy viêm thôi. Từ ác tính mà thành viêm nghe con. Trời ơi, trên đời này chưa có cái người làm con từ ác tính thành viêm. Tiếp theo, về mặt xét nghiệm máu thường quy. Xét nghiệm máu thường quy, các chỉ số máu trong giới hạn bình thường do Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm chẩn đoán ngày 29/10/2019. Máu me bình thường, thấy không? Rồi, về mặt ít quang phổi. Ít quang phổi là bóng tim bình thường, không thấy tiến triển tổn thương hay phổi do Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm chẩn đoán ngày 29/10. Con có nghe rõ con hết bệnh chưa? Về mặt siêu âm ổ bụng. Siêu âm ổ bụng chỉ còn lại gan bị mở độ 1 do bác sĩ Phạm Hồng Trân, Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm chẩn đoán. Không thấy dòng gì trong đó đúng không? Có là báo cha nhé. Rồi, như vậy là con sẽ được cha tuyên bố là hết ung thư. Ok, vui vẻ không? À. Sẵn khi cha nói về cái vấn đề máu nha, tới đâu cha dừng lại cha nói tới đó. Nguyên tắc cái chuyện này là của thầy Lương Y Đa khoa Quốc gia nói, nhưng mà để thầy nói cái là một tiếng hồn chưa xong, bởi vì thầy là chuyên viên bên đó, còn cha là người không biết bên đó, cha nói ngắn gọn ba câu là xong. Ai hiểu như thế nào hiểu thôi nha. Ở trong cơ thể của ta thì can sinh huyết. Can là gì? À, can là gan. Vậy thì lá gan, đúng không, sinh ra huyết. Huyết được gọi là máu. Vậy thì máu này nó chạy khắp châu thân. Vậy thì nếu máu này dơ thì cơ thể ta sẽ dơ. Vậy để giải quyết cái máu này thì ta giải quyết lá gan, đúng chưa? Thì cái lá gan này nó sinh ra máu, mà nếu để cho máu này sạch thì ta giải quyết lá gan, mà để giải quyết lá gan thì ta giải quyết máu này. Trong quá trình giải quyết máu thì xúc máu này thì ta xử lý lá gan rồi.
thì khi lá gan mình sạch thì nhất định mình không có bệnh nữa. Mà để xử lý được lá gan và máu thì công nghệ nano, tức là cháo nano và thảo dược nano. Tại sao? Tại vì cháo nano nó là có kích thước là siêu nhỏ, bên cạnh đó nó kiềm tính, bên cạnh đó nó đủ được các loại chất trong đó. Mà cha nói rồi mấy người mới vô hiểu luôn, trong cháo nano nó có hai chất để nuôi cơ thể ta là amylo và aminobectin. Đây là hai chất khi ta ăn vào nó biến thành đường gluco để nuôi sống ta. Và trong cháo nano nó có 8 cái chất axit amin thiết yếu mà một người ung thư không sản sinh ra được 8 chất đó. Bên cạnh đó trong cháo nano này có hai cách tuyệt thực. Một là tuyệt thực không cho anh ăn uống gì hết để giết vi trùng. Mà khi không cho anh ăn uống gì hết thì cái con tế bào siêu độc nó sẽ lấy cái glutamin trong ốc thịt của anh. Cha nói hoài đó. Ví dụ như giờ trời bão tối ngày sang đêm mình không có củi lửa để chụp thì mình làm sao? Hả? Kéo lá nhà xuống chụp. Chừng nào hết bão tao đi kiếm củi đúng không? Vậy thì nếu mình tuyệt thực không cho ăn gì hết thì cái con siêu tế bào độc nó không sợ. Tao lấy glutamin trong bắp thịt này tao. Vì trong thịt đỏ có chất glutamin. Vậy thì cái hình thức tuyệt thực đó không thành công. Mà nếu có thành công thì con người của chúng ta ốm gầy thấy xương, rồi mình chết vì si suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng cho mà chủ tịch một đàn có tay luôn. Rồi. Vậy thì cha sẽ nghiên cứu ra một công nghệ cháo nano siêu nhỏ. Khi đưa vào cơ thể anh, nó thẩm thấu và nó khuất tán. Nó đi theo đường máu. Khi anh ăn vào nó sẽ khuất tán theo những dòng máu này. Và nó rượt cái con tế bào siêu độc, cha nói theo kiểu nhà quê cha. Nó rượt theo để nó xúc rửa và nó giết những tế bào siêu độc con này. Và nó kiềm hóa con người mình lại. Thì thời gian ai nặng quá thì lâu hơn, ai nhẹ quá thì ít hơn, thời gian ít, lần lượt chúng ta trở thành một người hết ung thư đang có mặt chúng ta. 5K đây anh chị thấy vui không? Hả là như vậy ha. Rồi cha nói sơ sơ vậy, nếu mà để thầy Tông thì ông giải thích là rõ hơn cha, bởi vì ông là chuyên viên còn cha lại nít non nha. Rồi bây giờ cha nói thêm một ca nữa là Nguyễn Thị Phượng nè. Nguyễn Thị Phượng, bây giờ con trình bày cho cha. Nguyễn Thị Phượng sinh năm 1988, còn nhỏ lắm con. Mà hết bệnh cha mừng cho con nghe. Quê ở Hà Tĩnh. Ngày Nguyễn Thị Kim Phượng vô đây là bệnh gì? Dạ thưa cha, đó là ngày vô đây được chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Bệnh được chẩn đoán là bú ác của xương và sụn khớp. Rồi bây giờ con đứng lên cha coi bú ác kìa. À, mình dán tóc qua mình kìa. Đó, ở trình bày cho muôn dân thiên hạ được biết con cứu độ đã được hết bệnh đúng không con? Nay về thẩm mỹ viện lại cái đó này nha. Rồi con đứng đó nha. Bây giờ hiện tại cái bú ác này như thế nào? Dạ thưa sau khi khoan đã, tại sao cái bú nó bự như vậy mà thầy dám nói là hết bệnh? À, câu đó là câu cho đặt ra đó. Dạ con xin được trả lời cho cha và tất cả mọi người ở đây. Sau khi siêu âm phần mềm ở vùng gò má thì bác sĩ chẩn đoán là áp xe vùng má bên phải. Trước đây là bú, hiện bây giờ là áp xe có nghĩa là hết chưa? Mà bác sĩ nào nói vậy ngon vậy? Bác sĩ Kim Quy Trạch, Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm. Ông có ký tên không? Dạ có ký. Ông ấy ta nhốt ổng à. Rồi bây giờ về xét nghiệm dấu ấn ung thư. Xét nghiệm dấu ấn ung thư nằm trong giới hạn bình thường, chẩn đoán của bác sĩ Nguyễn Bảo Toàn, phòng khám đa khoa Medic Hòa Hảo, ngày 2/11/2019 tại Sài Gòn. Ok, vậy tóm lại cái khối u này bây giờ là áp xe chứ không còn là u bú ác nữa nghe con. Mà đó là bác sĩ chẩn nhận cho con chứ không phải là cha nha. Thôi chúc con lên đường bình an được chưa? Rồi còn cái này không sao con, đây là một cái duyên mới, nó lòi ra là một duyên mới, ai hỏi sao nó duyên mới nha con. Ok, hiển chồng con nó không chê con là được rồi ha. Chứ bây giờ thì có mấy tháng mà làm sao mình cho nó xẹp lại được, phải từ từ nghe ngoan ha. Con gì con có cách làm cho nó xẹp. Rồi bây giờ còn bệnh cuối cùng là bác Trương Trung Hạnh ha. Bây giờ con xin mời bác Trương Trung Hạnh đứng lên coi. Đó bác quỳ xuống cho mọi người thấy nè. Bác Hạnh là râu dài tới ngực, chân chậm mắt mờ đúng không? Chân chậm mắt mờ nhưng tính vẫn vui phải không? Tối ngày đàn cháo hợp chơi, nghe bác kể chuyện tiếng cười giòn khang, bà con cuối sống đầu làng chạy lên thăm bác liền hết ung thư.
Bây giờ ngài bác Trương Trung Hạnh bác năm nay là 80 tuổi rồi. Chúng ta kính trọng bác vô cùng. Một con người dám chiến đấu với ung thư. Đó là con cũng sợ bác luôn đó. Bây giờ ngài bác vô là bác bị ung thư gì và ai là người chẩn đoán? Dạ thưa, ngày đầu tiên đó là ung thư trực tràng chỉ nội độ 3 do rồi. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đặng Vũ Trường, bệnh viện đa khoa Hoàng Tấn, Sóc Trăng chuyên đoán. Rồi ok, đó là bác bệnh đó đó nghe. Bây giờ ngày vô là ít quang phổi của bác như thế nào, ngày ra như thế nào? Ngày vô là ít quang phổi bị tổn thương, tăng đậm 2 rốn phổi do bệnh viện đa khoa Minh Tâm chẩn đoán ngày 22 tháng 10. Nói chung là nó di căn qua phổi, tổn thương là di căn. Vậy ngày hôm nay ít quang phổi thì sao? Ít quang phổi không thấy bất thường tim phổi, cũng bệnh viện đa khoa Minh Tâm chẩn đoán ngày 4/11. Vậy là phổi bác không còn gì nữa rồi đúng không? Rồi. Bây giờ ngày vô thì siêu qua mổ bụng như thế nào? Ngày vô là ca trực tràng và hồ sơ giữa, khi mà đã khám được một thời gian thì điều trị một thời gian thì cho đi khám tại bệnh viện đa khoa Minh Tâm thì kết quả là thành dày trực tràng diện tích là 11 mm. Đi cái đó đê mấy? Dạ đê bằng 11 mm. Đê bằng 11 là chữa một thời gian đê bằng 11. Đây là cái hormone của mình nè, cái hormone dưới này rồi. Đây cái khối u ban đầu nó nằm ở vị trí cách cái vị trí hậu môn là 10 cm. Rồi đây là hậu môn, đây khối u nó nằm ở ngay chỗ vị trí trực tràng. Rồi 10 cm thì sau khi điều trị một thời gian thì đi khám kiểm tra lại, nó chỉ còn lại thành dày thôi, có nghĩa là nó đã nhỏ lại dần, thì cái diện tích của nó hai bên nó là 11 mm. Rồi hiện nay và kết quả cuối cùng sau khi kiểm tra lại, hiện nay nó chỉ còn thành dày, chỉ còn lại 0.5 thôi, có nghĩa là giảm hơn phân nửa. Bác thấy hết liền ha, tạ ơn Chúa không? Tạ ơn Chúa vô cùng. Rõ ràng là bác đã hết phần đó nha. Rồi bây giờ tiếp theo về túi cân mặt gì, mặt gì đó. Bên cạnh đó thì cái ngày siêu âm sẽ chẩn đoán là polyp túi mật, lòng có cấu trúc echo dày, D bằng 4 mm. D bằng 4 mm. Ok. Rồi, như vậy là bác đã hoàn thiện hết, rồi cho ung thư đã xong hết rồi nghe bác. Bây giờ chúng con cuối cùng xin chúc bác lên đường bình an nha. Bác còn ý kiến gì nữa không, thay mặt các bệnh nhân? Ông rối quá rồi. Dạ, kính thưa các tất cả hết, thay mặt cho các bệnh nhân thì chỉ có lời khuyên các bệnh nhân phải theo đúng pháp đồ của cha và các thầy thì mình sẽ được sớm và rất là sớm để được trở về đoàn tụ với gia đình. Bây giờ hồi nãy cha nói là cha mời một ông chủ tịch đại diện miền Trung, bây giờ một ông chủ tịch đại diện miền Nam để mà có lời dài lời chia sẻ được miền Nam của mình từ mũi Cà Mau cho đến Sài Gòn. Ở trong đồng bằng sông Cửu Long này mình có ông chủ tịch nào, chủ tịch Chữ Thập Đỏ nào xin mời nói vài lời về cái kết quả nãy giờ. Mời nhé. Chủ tịch này quê ở đâu nè, tỉnh nào? Quê Tiền Giang. Xin mời. Kính thưa cha, thưa các thầy và toàn thể các bệnh nhân và chủ tịch hội Chữ Thập Đỏ các tỉnh, tôi lần đầu tiên tôi một đứa em tôi lên mạng thấy là như cha tường lên mà cái phương dự án cái trình bày mà phát đồ mà điều trị ung thư bằng là táo nano thì tôi cứ ban đầu thì tôi thấy sao mà đơn sơ quá, tôi thấy như vậy là tôi cũng chưa có tưởng tượng. Nhưng mà ngày tôi đưa một bệnh nhân của cháu Ly á về đây thì bị ung thư cổ, thì trong 2 tháng gần 70 ngày thì vậy là xác định lại là hết ung thư. Nhưng từ đó tôi cũng nói với xã, về có ông thầy ở dưới Trà Vinh như vậy đó, thì xã nói về hình như ở Trà Vinh cũng có nhiều thầy lắm mà em dắt đi vậy mà chắc không, bảo đảm với chủ tịch xã. Thì như vậy từ ngày là chủ tịch tin tưởng về giấy tờ đâu đó ra và chủ tịch tới, như vậy là em gắng cố gắng thì giúp cho xã hội cho càng hôm nay mỗi lần đi ra
nửa đêm người ta điện tôi đó, trời ơi bây giờ tôi mệt quá rồi, đi thôi phải đi 10 giờ vẫn thức khuya quá trời mỏi và đi đi lo mấy bệnh nhân trước đây. Tôi xin yêu cầu có đôi lời, bây giờ các bệnh nhân mới chưa biết cái điều lệ của thầy ở đây, nhưng mà thôi giờ khuyên mấy bệnh nhân gắn giữ gìn vệ sinh và theo phác đồ điều trị của thầy. Tôi có được này thôi. Thầy cảm ơn con nhiều lắm. Chúng ta xin được. Rõ ràng là về công việc cứu người này là theo tính nhiệm đó, là bây giờ không còn ai để suy nghĩ nữa. Chúng ta chữa hết bệnh này quan mà. Bây giờ là cha nhìn thấy một cái con người rất là đẹp trai, mà có thể nói là đẹp trai hơn cha chứ không phải giỡn đâu ạ. Cha có nhiều quyết ở đây đó, nhưng mà không mà ông đó là bác Thơm rồi đâu. Xin mời bác Thơm ra đây coi. Xin mời bác Thơm ra đây, cha mời bác Thơm ra đây. Bác Thơm mình đây nè, chúng ta cho một tràng thoát tay từ xa để mới tới nè. Xin mời bác ra đây. Xin mời bác Thơm vô trong này luôn nhé. Bác Thơm của chúng ta là bị ung thư gì? Ung thư bàng quang. Thơm à, vô đây con. Bác Thơm của chúng ta là bị ung thư bàng quang, mà bác Thơm đã ra cách đây, ra viện cách đây là hơn nửa tháng rồi phải không? Hiện tại bây giờ bác Thơm rất là tốt. Bác Thơm có thể cho những người đang bệnh một hy vọng gì không? Bởi vì bác đã đến đây, bác phải làm chứng cho những người ở dưới đó, đúng không nè? Trước tiên xin kính chào cha với quý thầy ở và quý các anh Hội Chữ Thập Đỏ của các tỉnh khắp nơi trong cả nước đã dẫn bệnh nhân về đây để tin tưởng cha và để đưa bệnh nhân về đây trị bệnh. Thì tôi là người là đã trải qua thời gian là 67 ngày, thì trong lúc đó thì tôi đi bị bệnh ung thư bàng quang, mà qua 67 ngày do sự chỉ đạo của cha và sự nhiệt tình của các thầy đã trị, đã làm cho tôi hết bệnh. Thì xin trước khi nói đôi lời kết thúc thì trước nhất tôi cũng gửi gắm đôi lời với tất cả các bệnh nhân hiện tại đang điều trị và những người mới đến để nhập và sẽ chuẩn bị được điều trị. Thì cứ giữ vững theo pháp đồ của cha và các thầy chỉ dạy, thì tất cả những bệnh nhân trước hay sau, dù nặng hay nhẹ gì thì cũng lần lần sẽ hết. Thì có bấy nhiêu lời đó xin gửi gắm tất cả các bệnh nhân ở đây. Lời nói của con hôm nay là vô giá, bởi vì con đã chứng minh cho các bệnh nhân ở dưới là con đã làm tính cách đây gần một tháng rồi. Vô giá vô cùng, không có tiền mua được. Không có bao nhiêu tỷ tỷ trên cõi đời này mà có thể mua được những lời nói nãy giờ. Chân thành cảm ơn con rất là nhiều. Cầu chúc cho con mãi mãi mạnh khỏe để mỗi tuần đến đây làm chứng cho các bệnh nhân. Bây giờ cha mời bốn bệnh nhân đứng quay quanh đây, đứng qua đây, quay gương mặt qua đây nha, quay gương mặt qua đây, tại vì ở chỗ này chặt quá rồi. Chúng con đứng đứng vậy ha, có 5 người đó, dẹp mấy ghế này ra, dẹp mấy ghế ra ngoài. Bây giờ con mời ba sư thầy với lại chú Năm với anh Tám lên đây này để trao bằng cấp cho năm vị này. Năm vị này con xin mời ba thầy, con xin mời ba thầy. Bác Tổng đứng này, bác Tổng lên đây, đứng đây nha. Bác Tổng đứng đây, bác Tổng đứng cứ để đây, con mời ba sư thầy lên đây với anh Tám với chú Năm. Chúng ta chụp qua hình chỗ này nha, cái này là rất là quan trọng, không phải cho khoe đâu, khoe lên mạng người ta dí cha ra còn chết nữa, đúng này. Nhưng mà tại vì cha muốn là khuyến khích tất cả những người đã từ cậu chết sống lại, thì đây là các thầy đại diện cho Tăng, đại diện cho Phật Pháp Tăng. Bây giờ con xin mời bác Tòng lên đây để bác Tòng trao bằng cấp cho năm vị này. Năm vị này sẽ trao lại cho những người này. Bác Tòng là viện trưởng nha, bác Tòng là viện trưởng, bác Tòng trao bằng cấp cho năm vị này, thì năm vị này sẽ trao lại bằng cấp cho năm vị này. Chắc có lẽ là hơn ai hết, con xin mời một trong năm vị này mỗi người trao nói vài lời. Mỗi người trao cho ai thì hãy nói vài lời nhé. Bác cầm hết các bằng này trao cho các thầy. Cái này đây, cái này đây. Mỗi người một bằng cấp cho bác. Thank you.
cũng 5 cái chứ. Còn cái nữa đâu? Còn cái bằng cấp nữa đâu? Không phải cái này. Đúng rồi không con. Cái giấy dưới. Cái này mình không có hả? Dạ. Mình không có cái khung hả? Phượng à. Hết khung à. Phượng là ai con? Trời ơi, vậy con cầm miếng giấy đỡ đi. Rồi bây giờ trước tiên là con xin mời thầy trao bằng cấp cho bệnh nhân này, xin thầy có vài lời nhé. Hôm nay là ngày cô được xuất viện thì con xin chúc cô được nhiều thật nhiều sức khỏe và được an vui và sum họp với lại gia đình. À, cũng nhân tiện ngày hôm nay xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các cô chú đang có cái mang cái mầm bệnh ở trong mình, thì chúng ta hãy thật sự là vui vẻ lên đi, đừng có buồn nữa. Mình đã đến đây, mình đã thấy nhân vật đã từng bệnh và đã được hết bệnh và được nhận những cái giấy giấy chứng nhận là hết bệnh hay gì đó ha. Giấy chứng nhận. Nhận được giấy chứng nhận thì chúng ta hy vọng một điều là như thế này: người ta hết thì mình cũng hết, không? Vậy thì mình cứ vui vẻ đi, đến đây thì cứ tuân theo pháp đồ của cha, và mình hy vọng mình sẽ được mạnh khỏe và được về với gia đình. Chúng ta cho một tràng pháp tay. Chúng con cảm ơn thầy đã ban bố các lời pháp cho bệnh nhân. Bây giờ con mời thầy cho bệnh nhân vài lời pháp của thầy. Hôm nay cũng có nhiều lần xin bệnh giới ở đối diện Bà Rịa Vũng Tàu, cũng được đến đây bởi vì cũng được biết cha Tường cũng là một cái người đã sáng lập ra cái phương pháp sáng nano mà cứu được rất nhiều bệnh nhân từ cõi chết trở về, thì đó là một cái điều quý quá vô cùng trong cái cuộc đời này. Và hôm nay quý sư cũng có duyên lành đến đây để trong cái ngày mà quý cô được sang những ngày của chị là nhiệt tình và tận tâm của cha Tường cũng như quý thầy ngày đây để hướng dẫn quý vị dùng cháo nano và những bài thuốc nano. Và hôm nay con được hết bệnh, hôm nay quý sư xin chúc lành sức khỏe, mong cô giữ vững cái tâm cũng như là cái lời dặn của cha Tường là khi quý vị sau khi trở về mình cũng vẫn dùng chai ở Di Đà Phật. Dạ, chúng con cảm ơn thầy đã cho các bệnh nhân những lời pháp rất là thực tế. Để đây, Minh Nguyệt là tôn giáo gì? Đò là của thầy. Bây giờ đây cũng là Phật, xin mời thầy cho vài lời pháp. Dạ. Xin rất vui được còn đến đây lần thứ hai. Cũng thứ nhất là cảm ơn chú, cảm ơn cha Tường và đội ngũ cán bộ với thầy thăm đội chữa bệnh cho các bệnh nhân ở đây và chính quyền địa phương ở đây. Trước khi trao cái bằng chứng nhận cho cô, sư cũng có xin được có đôi lời là gửi gắm và nhắn nhủ cho cô. Cô cứ vẫn giữ cái niềm tin và vui vẻ. Để chơi cuộc qua cái chứng bệnh mà mình đã qua khỏi, và cũng gửi gắm cho tất cả các quý vị mà đang có mầm bệnh trong ngày hôm nay, hãy cố gắng để có cái niềm tin là mình đến đây đến với cha Tường là sẽ khỏi bệnh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con cảm ơn thầy. Bây giờ xin mời ông Tám nhé. Ông Tám là cho giờ là bữa nay thì bác rất cũng là vui mừng được dự là cái lễ để trao cái giấy chứng nhận cho chị cho hết bệnh. Thật sự mà nói thì một công phu rất là lớn về các kiến thức, về các là anh kỹ thuật đỏ của quê hương xứ sở của chị tận tình để đưa chị đến đây, một điều rất là quý báu, trân trọng cái ngành kỹ thuật đỏ của chúng ta đó, cái tình này yêu thương cứu người mới dẫn đến đây là một việc. Việc thứ hai, chị là coi như trị nhưng mà để là chăm chỉ dâng lời các cái thầy ở đây mới được như ngày nay là cái điều thứ hai. Điều thứ ba nữa thì nay được nhận rất mừng, nhưng mà thôi giờ mừng thì rất là dày trước nhất đó, là coi như là chúc chị là ta đường khỏe sau đó cũng về. Chúng ta hãy giữ về theo cái pháp đồ, trước khi chúng ta vào đây thì chúng ta đã theo pháp đồ đây rồi, chúng ta mới được an lành là như ngày nay là trời cõi chết trở về. Nhưng mà thôi mình về rồi mình thấy là cái cuộc sống mình đã được quá rồi, thôi chúng ta cứ tiếp tục đi.
tiếp tục giữ cái theo cái pháp đồ mà mình hiện tại ở đây, mình khi mình ra về đó mình giữ nguyên mãi vậy đi, rồi cái nữa mình về mình ráng làm bác ái là giúp cái xã hội, dạy con cháu chúng ta thực hiện tốt là để sống cái ấp chúng ta được ấp nông thôn mới, chúng ta là cùng nhau thực hiện là dạy là con cháu chúng ta trước tiên phải là thực hiện tốt là cái tệ nạn xã hội đừng có vướng, hay nữa chúng ta là để giúp cái xã hội để chi là bù đắp những công lao là ở đây cũng như là tất cả chúng ta bà con ở đây thì thấy là công tác xã hội rất là quý mến, cũng như là tất cả các anh chị đỏ ở đây cũng là về công tác xã hội mà để là cứu người đưa đến. Thì sau cùng là chúc chị về trại thượng lộ bình an, chúc sức khỏe. Chúng ta cho một tràng pháo tay cho mọi người cảm ơn. Bây giờ con mời chú Năm, chú Năm tặng giấy chứng nhận cho bác Trương Trung Thạch chắc là tặng giấy bắt tay ông đây. Thưa cha Thái Đô Viện Trường, thưa bác viện trưởng, viện trưởng mới hả? Dạ, viện trưởng mới. Bữa nay rất là tân viện trưởng. Của trường mừng phấn khởi, mà trong phấn khởi này Điện Nam Bộ cũng lo vì hàng tuần nhận bệnh sao đó. Không biết sắp tới đây như thế nào thì bây giờ nói chung mà cô bác đây có mặt là biết. Cho tường cực kỳ rõ ràng một cái vị nhân đó. Thì bác bữa hôm tôi có trao đổi với bác rồi. Tôi hôm rồi có phát biểu một câu mà viết trong cái lưu niệm đó là coi như là đất trồng lẫn sanh một người con là ưu tú ha. Rồi có. Thì bây giờ chắc rút tôi nói là nãy giờ cho tường nói cũng rất nhiều, chứ là bác Dượng cũng nói rồi, bây giờ anh em cũng nói nhiều. Thì phát đồ này thì cực kỳ là coi như là kết quả. Thì bây giờ ráng cố gắng làm sao mà nhất là chú anh đây, tôi anh được rồi, bây giờ anh lớn tôi có 10 tuổi chứ không? Dạ. Anh được rồi, 12 tuổi còn chú chứ 10 tuổi anh nè. Thì từ gọi trái tay trở về đúng rồi, tức là bây giờ bác sĩ là quyết rồi, tôi anh thì có 2 tuần phải không? 2 tuần à, bác sĩ nó giỏi dữ ha. Xong rằng bây giờ sau khi anh là hết bệnh lên về, anh mang cái bằng này rồi gặp bác sĩ nào rồi chứng nhận anh là 2 tuần anh chết đó, thì bây giờ coi đưa coi cái bực cửa chắc rồi, bây giờ ra anh đổi tên anh trở lại sao. Thôi một lần nữa thì không biết nói gì hơn, mà chúc anh thì ráng cố gắng theo pháp độ ở đây, anh từ pháp độ nhảy anh sẽ sống lại phải không, thì tiếp tục theo pháp độ này giữ vững sức khỏe nữa, chúc anh là tâm tuổi chàng này 8 tuổi được à? Yeah. 8 tuổi còn 20 năm nữa được khỏe. Chúng con cảm ơn chú Năm rất là nhiều, chúng ta cho chào hết rồi. Cuối cùng là viện trưởng và bác Tòng sẽ thay mặt cho các thầy để tặng cho mỗi bệnh nhân ung thư 1 triệu đồng để cho các bệnh nhân lên đường có tiền về xe, hết bệnh mà được tặng 1 triệu nữa, trên đời này hiếm có quá. Chú con mời bà con có nhà lời xong rồi bà con luôn. Kính thưa bà con, hôm nay tôi rất hân hạnh đứng trước đây để thay mặt linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tường và quý vị lương y, quý thầy, quý cô ở trong các chương trình chăm sóc sức khỏe cho bà con ngày hôm nay. Chúng ta có cơ duyên gặp mặt hôm nay cũng là một việc buồn khi chia tay năm vị ra đi trở về nhà, mà cũng là một cái niềm vui khi chia tay năm vị trở về nhà. Tôi xin thay mặt quý vị mà tôi đã vừa nói để tặng một vị một bao thơ ở trong này như lời của linh mục Nguyễn Văn Trường đã nói. Chúng ta cho một tràng pháo tay nhé. Chúng con cảm ơn bác Tần rất là nhiều. Bác viện trưởng ở điểm chữ thập đỏ này. Sao? Chúng con vui không? À, bây giờ cuối cùng thì con mời bác Tần đến đây. Cuối cùng thì con xin mời các sư thầy với chú Năm là chính quyền địa phương, anh Tám đại diện đây với bác Tần, với xin mời các thập đỏ hai bên với tất cả mọi người chúng ta cùng nhau dâng các bệnh nhân này cho Thượng Đế. Nếu mà con là sư thầy thì con sẽ Nam Mô A Di Đà Phật, thầy đồng ý con không? Vì con là linh mục thì con sẽ dâng một kinh chứng mừng cho Thượng Đế để họ ra đi bình an, về nhà bình an.
Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho chúng con lên đường bình yên. Amen. Chúa ban phước lành con nhờ Đức Chúa Kitô cho chúng con. Từ nay con hãy đi và đừng ăn động vật nữa. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Chúa Kitô cho chúng con. Từ nay con hãy về nhà và đừng ăn động vật nữa. Vì nó không phải thức ăn của mình. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Chúa Kitô cho chúng con. Từ nay con hãy về nhà và đừng bao giờ ăn động vật nữa. Vì nó không phải là thức ăn của mình. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Chúa Kitô cho chúng con. Từ nay con hãy về nhà bình yên, mạnh khỏe và đừng bao giờ ăn động vật nữa. Xin Chúa ban phước lành cho con nhờ Đức Chúa Kitô cho chúng con. Từ nay con hãy về nhà bình yên và đừng bao giờ nhắc tới động vật nữa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con cảm ơn Chúa Thầy. Mời về.